Thiệt thanh niên của gia đình, hoành tráng luôn, ăn thanh niên sớm luôn. Cái này gọi là cái gì ta? Cá chạch, cá chạch. Long dương dược gì quả diệm sơn hả? Long dương luôn. Long dương. Còn thiếu món gì không ta? Để qua ăn chứ, thử cái này trước đi. Dạ, khui được rồi. Mày bỏ. Thì đó gắp chị, gắp chị, gắp qua đó nha. Có rồi. Rồi ăn. À bà anh đây có cà chua chưa? Nè, đổ một con nữa thôi. Rồi, thôi ăn. Để ăn sống rồi đổ vậy nữa.